có đụng anh. À, nếu ở riêng thì không được, anh phải ở ba mẹ anh chứ không thể là để ba mẹ anh ở ở với nhau mà anh ra ngoài anh ở. Dứt khoát nói phải ở chung. Thà như nói trước được thì đấy, không được thì thôi. Đúng rồi. Giờ đi cô gái mà vô vậy được thôi, cái nghe phụ nữ nghe nó sao anh nói chung không? Là có thể ta thật thẳng thắn nhưng mà thật nghe nó sao nhau, nhưng mà trong trái tim của họ vẫn có điều rất là thật. Nhưng mà ai nói câu đó ra vậy thì nói vậy, bây giờ ta mới ế thì vậy nói vậy em chịu. Nhưng mà hai đứa chấp nhận với nhau, đến với nhau thì sẽ phải làm dâu chứ em không phải là được thì mình thuyết phục người ta. Ví dụ người ta chưa muốn rồi bằng tình yêu của anh sẽ làm cho em phải đồng ý rồi hãy. Giống như vậy ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, chúng ta cùng hạnh phúc như vậy tự nhiên được thôi đó chứ nghe nó sao. Nói vậy là được thôi. Tự nhiên nghe gì được thôi là không, như để thử tâm lý bạn gái mình nói xem thế nào đó. Khỏi cần. Không, như nếu mà tí nữa chị ok nhưng bạn nói mình không ok thì cũng bó tay ok luôn. Là bên đó ok. Em thấy nhiều cặp chị ok nhưng bạn gái không ok thì rất không được. Bạn tên là gì? Mình tên là Hoàng Minh Hạnh. Nghe tên giống gái quá nhỉ. Cũng không hơn. Bao nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. Bạn làm nghề gì? Nhân viên phòng quản lý chất lượng. À, và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị Cái Tường, chào anh Quyền Linh, chào các bạn khán giả. Rồi, em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Thị Kim Phụng, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên của phòng chất lượng. Hai người đều quản lý chất lượng, để xem chất lượng hai người như thế nào. mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa. 29 tuổi chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa, chắc tại ông Tơ bà Nguyệt bỏ quên em. Không, bữa nay Quyền Linh với các Tường dạ. Sẽ nhớ bạn, không có bỏ quên bạn đâu ha. Dạ. Hy vọng là ngày hôm nay tình duyên sẽ đến với mình. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Thì tiêu chuẩn bạn sao nè? Về ngoại hình thì cao hơn em, mập mập, không biết hút thuốc, biết uống bia chút. Biết uống bia, biết. Tao thích mập mập là sao? Dạ, để che nắng che mưa. Che, ta che bằng giờ bằng dù, che bằng áo mưa chứ đâu phải che dù bằng cái thân thể trong mà mập mập để che nắng che mưa. Cho anh lãng mạn chị. Đây là đúng như tiêu chuẩn bạn bây giờ đưa ra đó. Cũng tròn tròn mập mập ha. Có không? Có mập không? Ôm cho nó sướng. Hơi tròn. Nhưng mà không biết bạn nam có mối tình nào chưa chứ bên đây là còn nguyên luôn á nha. À còn mình thì cũng có rồi, 3 mối tình rồi. 36 tuổi phải có 3 mối tình chứ chưa có là vô lý. Đầu tiên là mối tình vào năm nào? Chắc cũng lâu lắm, không nhớ đâu chính xác. Không nhớ. Mối tình mới nhất đây là mới nhất cái đây khoảng 3 năm rồi. Và chia tay mấy năm? Khoảng 6 tháng rồi chia tay. Người ta bỏ anh hả? Không phải là bỏ, nhưng là cả hai người không hợp với nhau thì người ta chuyển công tác tác với chỗ khác. Cái gì bây giờ mình phải nói ra hết để bên kia xem có hợp với mình hay không nhá. Đúng rồi. Mình phải nói bên đây người ta nghe nè. Những cái gì đâu anh thấy những cái gì mà không hợp? Cũng do một phần là do mình nhiệt tình quá, mình nhiệt tình với mọi người, với những khác như bạn bè rồi anh em rồi người nhà, thì có thể là những cái lúc mà mình hẹn đi chơi hoặc gì đó là có việc quan trọng hơn thì mình nói bạn gái là để hẹn là hôm khác hoặc là 1-2 tiếng nữa. Bạn gái không chịu được rồi, ta bỏ là đúng rồi. Về bản giới thiệu về bản thân mình thì mình có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì nói chung em cũng bình thường, thì cũng biết nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Rồi về khuyết điểm thì em có 3 dê. Dạ, đó là dễ nóng, dễ sợ và dễ xúc động. Nóng là nóng cỡ nào? Nóng phun ra lửa. Nóng phun ra lửa. Dễ sợ là cái gì? Dạ, sợ nhiều thứ lắm chị. Sợ gì? Sợ ế nè, sợ hết tiền nè, sợ bệnh nè. Sợ già nữa. Sợ già nữa. Trời ơi, trẻ măng không có già đâu. Rồi còn một cái nữa, dê nữa là dê gì? Dạ, dễ xúc động. Dễ xúc động là sao? Nói chung là nói gì cảm động thì khóc. Nhất là về chuyện gia đình. Hay khóc lắm hả? Dạ, thỉnh thoảng. Không sao, chị thấy những cái điều đó cũng không được. Có cái vụ mà nóng phun ra lửa là chị chưa hiểu em phun là em phun ai chưa? Có nghĩa là hơi nóng tính xíu vậy. Đồ đạc của em hay gì, vật dụng gì mà ai lấy đi chỗ khác thì em hay la. Cái đối tượng anh cần đi cùng với anh là như thế nào? Đối tượng đi cùng em là một người thẳng thắn, thật thà và biết lo cho gia đình, không có xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. À, tức là nhuộm tóc màu đỏ màu vàng. Hai ba màu một đầu. Chứ còn một thứ thì cũng được. Móng tay sơn. Tay thì không sao. Ngoại hình thế nào? Không ốm quá mà không gầy quá, bình thường thôi. Bình thường chứ không phải tròn tròn giống như anh hả? Tròn cũng được mà đừng có tròn quá thôi. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? À, ưu điểm của em là rất là nhiệt tình trong công việc và tất cả với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em là không có được lãng mạn lắm, không biết hát hò gì hết. Khi mà bạn gái mà mình buồn giận gì đó, mình sẽ làm gì cho bạn gái vui? Mình có thể là mình rủ bạn gái đi chơi đâu đó, đi xem phim hoặc ca nhạc hoặc là đi uống cà phê. À, vậy thôi hả? Đi ăn đi uống gì đó. Ủa mà anh 36 tuổi thật sự giờ anh có muốn lấy vợ chưa vậy? Ồ có chứ gì. Có nếu hả? Mà muốn lấy vợ em mới lên đến chương trình này, nhờ chương trình này chứ. Nếu bây giờ được thì bao lâu anh có thể tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì khoảng sang năm cưới. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa? Đúng là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà anh ở với ai? Ở với bố mẹ 3 người. Ở đâu rằng? Ở Tân Bình. À Tân Bình, nhà của mình luôn đúng không? Nhà của mình. Nếu mà vậy thì lấy vợ về là phải làm dâu. Phải làm dâu đúng rồi. Đó, làm dâu đó, bạn gái tính sao?
Hơi căng kìa. Bước đầu tiên là phải chịu làm dâu đó. Em thấy sao? Em có chịu làm dâu không? Cái này còn tùy. Cảm thấy có thể hòa hợp được với gia đình thì mình cái vấn đề đó không có gì hết. Còn có nhiều cái vấn đề chẳng hạn như mình không thể hòa hợp được cùng với gia đình thì đó phải xem xét lại. Hỏi thẳng thử coi ba mẹ anh có khó không? À, nếu ra ở riêng có được không anh? À, nếu ở riêng thì không được. Anh phải ở ba mẹ anh chứ không thể là để ba mẹ anh ở ở với nhau mà anh ra ngoài anh ở. Dứt khoát. Dứt khoát. Nói phải trước. Ở chung. Thà như nó nói trước, được đúng thì rồi. Đấy, không được thì thôi. Đúng rồi. Tại vì bây giờ cũng lớn tuổi, không phải là để mà còn chọn người này người kia, à. Hẹn người này lần này lần khác nữa. Đúng rồi, nói thật ra. Nói thật, được thì được thì đồng ý, không được thì thôi. Ba mẹ chắc khó thôi. Không vậy? Ba mẹ thì cũng không khó lắm. Bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ năm nay bằng tuổi nhau, 62 tuổi. Ba mẹ anh có đưa ra yêu cầu con dâu sao không? Ba mẹ đưa ra yêu cầu con dâu thứ nhất là chỉ có hiền lành, thật thà. Hai là có công ăn việc làm ổn định, thế thôi. Dễ thế tính. Thôi, được thôi. Hôm nay em đi có người thân không? Dạ có, hôm nay em đi có hai chị sếp làm chung công ty với em. Vâng, đã cho chị gặp hai sếp đi hỏi cái vụ cái ca này hơi khó nè. Chào hai chị, em nhờ chị nhận xét anh Bỉnh giùm coi được không? Được thôi. Theo em thấy hai anh chị này tính tình thẳng thắn như nhau rồi đó. Có sao nói vậy, giống như là 49-50. Nếu hai anh chị này mà đến với nhau á thì mỗi người sẽ phải nhún nhường một chút thì mình mới có thể tiến tới với nhau được. Đó là theo quan điểm của em. Còn về ngoại hình tiêu chuẩn là cũng đáp ứng yêu cầu của em Phụng nhà em rồi. Vâng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rất là chuẩn xác. Có đi với ai không ạ? Dạ, em đi với em trai em. Em ruột đó hả? Vâng. Em ruột là có vợ trai. Rồi. Em ruột có vợ rồi, ở riêng rồi. Em có hiểu tại sao giờ này 36 tuổi anh chưa lấy vợ mà em trẻ hơn mà em lấy trước không? Em nghĩ em biết. Tại vì anh cũng lo cho mọi người xong hết rồi. Chắc anh mới tính tới phần của anh. Hy sinh cao cả vậy hả? Dạ đúng rồi. Người anh vĩ đại hả? Dạ. Thấy chị nói sao? Bạn bên này thì cũng rất là dễ thương, thẳng thắn. Nếu mà hai người mà có cơ hội làm quen với nhau thì cái đó rất là tốt. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn này nói rất là đúng. Mỗi người có cá tính riêng. Nhưng mà hai người đều nói thẳng nhau. Đôi khi sự thẳng quá thì cũng mất lòng nhau. Nhưng mà tha vậy đi, được thôi ha. Để mình qua mình xem bên kia thế nào mà thẳng thắn thế nào. Kiểm tra chất lượng hả? Anh Hoàng Linh. À, chào em. Không, mà nãy giờ bên đây đâu có nói gì mà thẳng đâu, thấy nhẹ nhàng mà. Không, kiểm tra mấy người kiểm tra chất lượng thì đôi khi cũng thẳng. Bởi vì kiểm tra mình chất lượng mà không đúng á thì cũng mệt lắm à. Đúng rồi, mọc lấy mày bỏ lắm. Mày bây giờ đi cua gái mà vô vậy được thôi. Cái nghe phụ nữ nghe nó sao anh? Nói hiểu chung không? Là có thể người ta thật thẳng thắn nhưng mà nghe nó làm sao. Nhưng mà trong trái tim của họ vẫn có điều rất là thật. Nhưng mà ai nói câu đó ra vậy? Thì nói vậy bây giờ ta mới ế. Thì vậy anh nói vậy em chịu. Nghe nó làm sao? Chị Cát Tường ơi, không phải ý em nói không phải như chị nghĩ đâu. Tại vì em nói là ở đây là em muốn nói trước với bạn gái bên đó để bạn gái đó chuẩn bị tinh thần. Nếu mà hai đứa chấp nhận với nhau, đến với nhau thì sẽ phải làm dâu. Chứ em không phải là được thì mình thuyết phục người ta. Ví dụ người ta chưa muốn rồi, bằng tình yêu của anh sẽ làm cho em phải đồng ý rồi. Hãy giống như vậy, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, chúng ta cùng hạnh phúc rồi. Vậy tự nhiên được thôi đó trước. Nghe nó làm sao? Thì nói vậy đó được thôi. Ê gì vậy? Chào chị Cát Tường ạ. Bây giờ ví dụ nè, kéo màn lên. Ưng ý. Bây giờ cổ chưa có chịu làm dâu rồi. Giải tỷ thí dụ cho anh thuyết phục em nghe thử coi. Nếu mà thuyết phục thì nói là bây giờ anh với em thì ai cũng có bố có mẹ để ra hết. Vâng. Anh là con lớn thì là anh phải ở với bố mẹ anh, phải chăm lo cho bố mẹ anh về già. Sau này em cũng có bố mẹ em cũng vậy. Sau này bố mẹ em thì cũng phải có về già, cũng lớn tuổi, cũng phải ốm đau thì mình cũng phải về chăm. Anh có về chăm ba mẹ em không? Có chứ, lúc đó là bố mẹ chung rồi. Phải về bố mẹ nào cũng như bố mẹ nào hết. Không đó, quan trọng. Nói vậy là được, nói vậy là tôi đâu có bực mình gì đâu. Tự nhiên tôi nghe cái gì được thôi là... Không như để thử tâm lý bạn gái bên đó xem thế nào đó gì? Khỏi cần. Không như nếu mà tí nữa chị ok nhưng bạn đó biết không ok thì cũng bó tôi tay okay luôn. Tôi ok là bên đó ok. Em thấy nhiều cặp chị ok nhưng bạn gái không ok thì vẫn không được. Cái đó là tôi ok làm bộ thôi, hiểu không? Đúng anh Quỳnh Linh? Đúng rồi. Em giỏi chị lắm chứ bộ. Đúng rồi, chị mong, chị lúc nào cũng mong là được cặp nào cũng thành đôi hết. Ừ. Chứ không phải, nhưng mà đến nay mày á, có nhiều cặp tôi nói ra không đó, chứ không phải cặp nào tôi cũng mong thành đôi đâu. Nãy giờ chị là ra, nói... chị nói đùa đấy thôi. Nãy giờ là muốn nói ra lắm đó. Bây giờ nè, rồi thôi cái chuyện bố mẹ đồng ý. À. Mà cái quan điểm mà hẹn mà đi trễ là tôi không đồng ý. Anh phải cải thiện cái chuyện đó. Thì mới có 1-2 lần mà chưa có nhiều. Bên đây người ta chỉ chịu được một lần qua một lần. Ví dụ một lần trong một tuần hay trong một tháng. Đây em 6 tháng mà. Lần quá là cũng ế. Dạ thôi anh ngồi đó đi, tôi mở màn cho anh nói chuyện trực tiếp. Quyết liệt nghe vậy chứ. Quyết liệt lắm đó nha. Bảo trọng em. Thôi chị ngồi riêng đi. Chị ok à, không ok không quan trọng. Quan trọng là em. Thôi cho đôi trẻ gặp nhau đi. Rồi chuẩn bị.
mở màn cho hai con trẻ gặp nhau. Ông một con già rồi, lớn tuổi. Ca này tôi không có xen vô nha, tự xây ghế tự coi rồi tự nói chuyện luôn. Ghê dặn này. Rồi hai phút dành cho đôi bạn trẻ bắt đầu. À, chào bạn. Dạ chào anh. Biết tặng hoa. Dạ, cảm ơn anh. Anh có cảm nhận như thế nào về em? Có người thẳng thắn nhưng cũng có cảm tình với em. Anh không thích gì ở người bạn gái? Anh không thích người bạn gái hút thuốc. Dạ, hút thuốc thì em không có. Có nhiều con người bạn gái hút thuốc. Anh chơi coi như là lè lẹt ấy. Cái đó thì lẹt em lẹt không đâu. Có. Nói đi nói hớ hớ tôi được canh nãy giờ đó. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn bạn gái anh đi những đâu? Mới quen anh sẽ rủ đi uống cà phê. Đây là chưa có mối tình nào nha, chưa nắm tay, chưa hôn hít gì đó. Cái đó thì cũng chưa có cái phương tiện nào để kiểm chứng cái đó chị. Kiểm tra chất lượng lẫn nhau coi như thế nào? Em là phải đo đạt anh lên rồi. Đo coi cao nhiêu dài nhiêu. Cái đó có dụng cụ nữa chị Cát Tường. Mình tính chị tích kết hôn đi. Rồi rồi con cái gì đó, rồi tiền bạc gì đó tính luôn đi. Để sau này đừng đổ thừa chị nha. Nếu mà kết hôn thì anh thích nhà có mấy bé? Hai rồi. Dạ, một nam một nữ hay là có thể là hai nữ cũng được? Anh có cái quan trọng chuyện đó thì không? Không quan trọng lắm, có con là được. Không muốn mà giờ nó không có cũng đâu có được. Em thì em không thích người gia trưởng. À, dạ, nghe giọng anh thì em nghĩ anh gốc ngoài Ngoài Bắc, anh quê Thái Bình. Dạ đúng rồi. Cũng có một tí gia trưởng đấy chứ không mà không đâu. Nhiều đó chứ tí gì. Nhưng vào đây thì họ cũng em học tập được cái văn hóa trong này cũng hồi xưa đấy. Bây giờ ế rồi bớt rồi hồi vâng. Xưa. Vậy bây giờ gia trưởng của anh là như thế nào? Con lớn là giờ phải ở nhà với bố mẹ đó. Còn gì nữa không anh? Thế thôi, anh chỉ cần như vậy là đủ. Ví dụ có yêu cầu người phụ nữ phải là cơm nước, nói chung là phải nội trợ. Nội trợ thì anh không cần nấu ngon, chỉ cần biết nấu. Anh có nấu phụ vợ? Anh nấu thế được vậy? Đồ ăn đồ uống thì nấu ngon thì không nấu được, nhưng mà nấu để một gia đình ăn hoặc là nhậu bình thường thì làm được. Hỏi chuyện làm dâu được không? Em có suy nghĩ là con nếu mà lấy lập gia đình về làm dâu thì em có suy nghĩ gì? Em phải xem xét lại, nghĩa là mình phải tìm hiểu rồi xem gia đình anh như thế nào chẳng hạn. Có phù hợp được với em hay không? Thấy ngoại hình ảnh đúng với em nghĩ chưa? Nhiêu đó ôm được chưa? Dạ được. Che mưa che nắng được chưa? Dạ được rồi chị. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Suy nghĩ cho nó kỹ. Mình cũng lớn tuổi rồi, lấy vợ thì lấy liền tay. Bấm được bấm, bấm được thôi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Mình đã đồng ý hẹn hò rồi. Ôm coi có che mưa cho nắng được không? Dạ anh đi từ từ chị. Mình phải thử được hay không? Ở đây vừa có mưa có nắng. Chừng nào ra khi có mưa có nắng rồi thử. Thử toàn cái tay của nó vừa tay chưa? Dạ chắc em nghĩ chắc được. Toàn qua thử thôi. Dạ chất lượng mà nhìn nhìn cũng được. 36 tuổi gì chết nhát vậy ông? Đâu có, ý anh Quyền Linh đang nói bạn gái chứ đâu phải nói em. Anh ôm người ta, anh che nắng che mưa người ta chứ. Được không em? Dạ được. Quá gì? Hay là cổ nghi ngờ giới tính của em không? Dạ quen 2 năm rồi chị. À, có mừng ăn gì rồi đúng không? Thôi đẹp lắm. Dạ. Cặp đôi này anh thấy đẹp đấy. Đây là chiếc vé xem phim của chương trình hệ thống 212 Lý Chiến Thắng. Và đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản DCB trị giá 1.000.000 đồng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng đến từ áo cưới Milan. Dạ. Chúc hạnh phúc nha. Tóc tai thì ngắn cũng đẹp, dài cũng xinh xinh, cái nào cũng được. Ông muốn vợ lắm rồi. Nói chung là hiền, gọn gàng, không xăm mình. Chắc chắn 100%, từ trên xuống dưới không có một vết xăm, không gia trưởng. Ông này chắc muốn vợ lắm rồi nè, cái gì ông cũng không hết trơn hết trọi à. Như vậy là chúng ta đã có một cái niềm vui đầu tiên của chương trình đó quý vị. Không biết niềm vui tiếp theo nó có tròn vẹn hay không. Bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Bây giờ mời bạn nữ giới thiệu mình. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Sang, năm nay 29 tuổi, đến từ Thủ Đức. Hiện mình đang làm công việc gì?
Dạ, làm công nhân cho công ty điện tử. Rồi, mời bạn trai. Anh chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường. Dạ, anh tên là Nguyễn Vũ Kha, năm nay em 29 tuổi, quê gốc là ở Cà Mau. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sản xuất sáo và bán online. Bán gì online em? Sáo. Sáo thổi hả Hương? Dạ, đúng sáo rồi. Thổi à. Rồi. Bây giờ mình thổi sáo cái đi. Em hồi hộp với em quá. Làm như nó nghẹt mét á. Sáo này em hỏi lại cả. Hỏi lại đi. Em đứng lên nha. Rồi đứng đi, đứng vô có hơi. Em hồi hộp. Làm lại nữa. Thổi vậy mới bán được sáo nè. Bạn có năng khiếu gì không? Thế rồi, chỉ biết nấu ăn với lại chơi thể thao thôi. Chơi thể thao môn gì? Bóng đá. Trời ơi. Hèn chi. Bóng đá ở vị trí nào? Dạ, tiền vệ. Về vợ đá bóng, chồng thổi sáo. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ, em có chơi đá bóng chị ơi. Đá tiền đạo. Được ha. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, cũng có một rồi. Dạ, quen hơn 4 năm nhưng mà chia tay nay cũng gần 2 năm rồi. Bên nhà bạn trai nó không hợp tuổi. Bạn trai nhà bạn có coi tuổi không? Dạ không chị ơi, việc cưới sinh thì do em quyết định cho nên em không có quan trọng về vấn đề tuổi tác. Rồi mà em tuổi con gì? Em nay sinh năm 88. Bên đây sinh năm nhiêu, tuổi con gì? Dạ 87. Ủa là lớn hơn bên kia 1 tuổi. Dạ. Rồi một tuổi nhỏ hơn cũng không thành vấn đề luôn đúng dạ. Không rồi tiếp tục giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Nói chung là hiền, giờ ngoại hình là phải cao hơn 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m71. Được dư luôn. Tiếp. Gọn gàng, không xăm mình hay là không nhuộm tóc? Có xăm mình không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc chắn 100%, từ trên xuống dưới không có một vết xăm. Có uống xăm không? Dạ có. Ừ được, uống xăm được. Rồi tiếp còn gì nữa không bạn? Đừng có gia trưởng quá. Có gia trưởng không? Dạ không gia trưởng. Ông này chắc muốn vợ lắm rồi nè, cái gì ông cũng không hết trơn hết trọi à. Rồi được rồi đó. Vậy thì em có đặt ra cái tiêu chuẩn tìm bạn gái như thế nào không? Tiêu chuẩn của em thì nói chung là cũng rất là đơn giản. Cao 1m50 trở lên là được rồi. Về ngoại hình thì hơi thon thon, nhìn dễ nhìn xíu. Rồi. Tóc tai thì ngắn cũng đẹp, dài cũng xinh xinh thì cái nào cũng được. Què chất vậy, ông muốn vợ lắm rồi. Nãy bạn gái bên kia có chia sẻ một mối tình 4 năm à, còn bạn? Dạ em thì trước đây em có quen 2 mối tình. Và mối tình chia tay gần đây nhất là cách đây khoảng 2 năm. Tại lý do chia tay của em thì nó lãng xẹt. Sao lãng xẹt? Dạ một kể trận nghe của nó lãng cỡ nào. Một trận đá banh định mệnh mà hai đứa em phải chia tay. Hai đứa cá độ hả? Dạ không. Sao? Dạ chào. Bữa chị. Nay có một trận đá banh định mệnh mà hai đứa quen nhau được không? Dạ được. Ủa sao nói chuyện chậm vui vậy? Dạ em tự nhiên. Rồi em kể câu chuyện đi, chị ráng cho đứng nghe tới mai coi xong câu chuyện không nha. Bữa đó em có đá banh là 9 giờ em hẹn bạn gái đi chơi, sự cố cho nên em quản lại là dời lên trên đá cho nên trễ hẹn với bạn gái. Bạn gái giận lẫy, không nghe anh giải thích gì hết. Thì giận lẫy xong rồi hai bên không ai nói chuyện với nhau riết. Rồi thời gian thì người nó lên tiếng, thôi mình không hợp, mình chia tay đi anh. Lý do đúng ra là ông em phải lên tiếng trước. Em xin lỗi, một tuần không gặp mặt em à, tại em xin lỗi chậm quá chứ gì. Hay là cổ nghi ngờ giới tính của em không? Dạ quen 2 năm rồi chị. À là có mừng ăn gì rồi đúng không? Tại là cái kiểu nói chậm vậy thôi chứ không gì hết đúng không? Dạ, đúng. Chuẩn men đúng không? Dạ đúng rồi. Cô đó cũng không có hiểu cái thú vui đá banh. Dạ. Còn cô này cổ đá banh luôn. Phải không chị? Ừ. Nếu mà vậy thì bạn đá rồi cổ cũng đi đá thì đâu ai giận ai. Nhưng mà em đá banh mà rồi em có thích cái người bạn gái mình đi đá banh không? Em thích con gái bận đồ thể thao đá banh. Vậy là hợp quá trời hợp rồi, được rồi. Mọi công việc mà em làm em tự quyết định hết. Trước đây em có đi bán kẹo kéo, hiện tại bây giờ em cũng có đi bán. Kéo kéo màn lên mình mời cổ mua kẹo kéo nha. Hát kiếm cái bài nào tình cảm nha. Anh này dễ thương lắm. Anh chấp nhận cái sở thích đam mê của em. Ừ, chào em gái. Em có yêu cầu gì người bạn đời của em không? Cần hiền một tí là được rồi, không gia trưởng. Hiền lắm, thật tình lắm. Dạ. Anh hiền lắm em ơi. Đang nãy giờ nói gì ta cười đó à. Có duyên nữa. Dạ. Em không thích gì ảnh không? Nhậu nhiều quá sợ. Có nhậu không em? Miền Tây chắc có rồi em. Dạ em không biết nhậu, không hút thuốc. Thấy chưa? Đừng nhìn bề ngoài mà đoán vậy là không được. Có biết cờ bạc không anh? Không cờ bạc luôn em ơi. Vậy là được rồi.
Được rồi ha. Anh chỉ biết lo làm ăn thôi, không có chơi gì dính vô mấy cái đó. Dạ. Nó là dễ thương lắm. Bây giờ thí dụ như cổ ở Sài Gòn nè, em có đồng ý ở rể không? Ở rể thì cũng được, không có gì đâu. Không có gì đâu đúng không? Dạ. Không, cho tôi hỏi bạn nam một câu. Bạn nữ nhìn hơi men. Em men lắm chị. Không, bạn nữ, tôi nói bạn nữ nhìn hơi cá tính đúng không chị? Ừ, hơi cứng cứng, không có dịu dàng, còn yểu điệu đâu nha. Dạ. Sao? Được chị. Quan trọng là tâm lý mà hiểu nhau là được rồi. Còn dễ dàng như vậy không cần thiết. Không cần thiết. Được. Được ha. Dạ. Rồi, ông nãy gì cũng được hết đó. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em có đi với ai không? Dạ đi với bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả trường quay ạ. Anh này thì hiền, thấy là anh này rất dễ thương, đồng ý với mày. Nhưng mà chị hỏi nha, chị hỏi em nè, em chơi với Sang lâu rồi phải không? Dạ. Nhìn men nhưng mà có men không? Dạ không. Phải không? Thích con trai đúng không? Dạ. Ủa quên, thích con gái chứ, lộn. Không, thích con trai vậy. Thích con trai thì được. Bạn trai, có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Tất cả các quý khán giả có trong chương trình hôm nay ạ. Và anh Kha là một người rất là hiền, thật thà. Đặc biệt, cá là anh rất là hài hước. Vấn đề ăn chơi hay là nhậu, thật sự là anh không biết nhậu. Còn về bạn nữ bên đây thì em thấy rất là dễ thương. Em nghĩ là rất là hợp, cặp đôi rất là hợp với nhau. Cảm ơn em. Bây giờ ha. Thôi, kiếm cho đôi trẻ gặp nhau đi. Kiếm cái bạn lên nha. Hai, ba. Trước khi đến đây thì anh có một món quà anh tặng em. Thay cho món quà thì anh có một câu hát, anh muốn hát để tặng em. Anh xin dâng tình anh trọn đời, người hỡi người xin hãy nhấn nút để ta hẹn hò. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương, đúng mẫu người mà anh đang chọn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh có thể là khác so với suy nghĩ ban đầu của em. Được cái là anh hiền. Nếu như mà anh với em đồng ý hẹn hò, sau này mình tiến tới hôn nhân thì em có chấp nhận ví dụ sống ở nhà trọ không? Tại vì hiện tại giờ anh chưa có khả năng để mua được căn nhà. Nếu vậy thì anh có thể ở rể. Anh có chấp nhận ở rể hay là không? Nếu mà gia đình bên em có ý kiến thì anh cũng có thể được. Được không? Được. Anh làm ở đây hay là làm ở quê luôn anh? Anh đang làm ở đây. Và dự định của anh là lập nghiệp ở tại thành phố này. Nếu vậy thì được. Ở đây công việc của em thì nó cũng đã ổn định hết rồi. Anh đang tranh đấu để đạt được cái mục đích của mình. Phấn đấu thôi mà bắn sáo không tranh đấu. Tranh đấu với ai? Phấn đấu. Phấn đấu. Xếp làm sao để mà gặp nhau hẹn hò làm sao? Mình sẽ gặp nhau như thế nào? Kêu ổng tính, ổng hỏi người ta như thế nào. Chủ nhật là em rảnh cả ngày thôi. Ngày chủ nhật rồi đi bán kẹo kéo chung với ảnh được không? Anh thổi sáo rồi em đi mời người ta. Em đi mời thì chắc được chị. Nhưng mà đừng kêu em hát là được rồi. Vậy là được rồi, trời ơi. Em có biết hát không? Không. Anh hỏi thu nhập bán kẹo kéo ha. Mỗi một ngày mình đi bán suốt như vậy thì mình khoảng được bao nhiêu ngày em? Trung bình một đêm mà em đi hát khoảng 3 đến 4 tiếng thì thu nhập của em khoảng 500 đến 600 mà. 600 cũng ổn đó nha. Tháng cũng mười mấy triệu rồi. 18 triệu. Mà cái đó là mới kẹo kéo không hay là tính tiền bán sáo chưa? Dạ kẹo kéo á chị. Còn kẹo cái sáo chưa tính bán sáo là đó. Sao nữa? Vậy là đủ nuôi à. Đủ nuôi vợ với con đủ rồi đó. Vợ con không em? Dạ dư sức chị. Dư sức cơ hội cho em nói một câu gì đó thật tình cảm, thuyết phục được bạn gái. Định mệnh đã ngăn cách chúng ta khoảng thời gian rất dài. Thì hiện tại giờ định mệnh đã đưa chúng ta hẹn ngồi ở đây đối diện với nhau thì anh hiện tại anh không có thể lo cho em được nhà cao cửa rộng nhưng anh chắc chắn với em một điều rằng nếu em lấy anh thì anh sẽ che chở cho em đến suốt cuộc đời này. Hay quá. Rất hay. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ và đi đến quyết định. 1 2 3 quyết liệt. Hết thời gian. Quyết liệt, quyết sống liệt. Bấm. Bấm bấm. Nắm gì vậy? Nắm tay bạn gái nhau cái đi. Cảm giác như thế nào? Hả? Thôi hợp anh. Hùng cái đi. Hùng cái đi. Mẹ lớn. Hồi hộp rồi đó. Hồi hộp, hộp. Tấn công lớn. Em
em với nói luôn đi để ta biết ta nhận diện hiểu không? Khác cái gì? Em không biết được. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Ông còn không biết ông khác cái gì em ổng mà làm sao mà mình biết được? Khổ lắm, bây giờ là phải suy nghĩ về cái vấn đề này. Tưởng là nhỏ nhưng mà không nhỏ nghe Linh. Đúng rồi. Cái chuyện đó không thể xảy ra được tại vì sẽ ở riêng rồi chị. Không thể ở chung đâu qua chung đâu. À ở riêng là sao? Dạ có nghĩa là khi mà em có vợ thì em sẽ ở riêng. À, qua chung được. Chúng tôi không còn gì để hỏi nữa. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Nhân, em 23 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà đang sinh sống tại Bình Dương cùng với gia đình ạ. Em làm ở trên thành phố. Dạ đúng rồi. Như vậy là cứ sáng đi làm rồi chiều về hay là mình mướn nhà ở đây? Dạ sáng em từ quê em đi làm rồi chiều lại về quê ạ. Vậy đó hả? Dạ. Ồ. Bạn Nam ơi. Dạ. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi. Chào chị Hồng Vân và dạ, chào bạn gái và tất cả mọi người. Em là Khoa, Hồ Anh Khoa. Em đến từ Đồng Tháp và hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là người giáo viên dạy nhạc và em cũng là người làm bên lĩnh vực phòng thu. Ở quận mấy? Dạ, em hiện tại đang ở Phú Nhuận. Khoa nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. 29, còn bên kia là gì? 23. 23, bên đây là Khoa là 29. Nhân ở quận mấy Nhân? Dạ, em làm việc ở quận 1 ạ. Quận 1 thì Phú Nhuận không có xa. Nhưng mà bạn này ở Bình Dương. Sáng bạn đi làm, xong rồi tối bạn về. Thì đâu có khó đâu, quận nhất ta qua chỗ Phú Nhuận ta đón đi về Bình Dương cũng đâu có sao. Được không vậy? Được. Khoa ơi. Dạ được chị. Đàn gái cho đàn trai biết một chút ưu điểm, khuyết điểm đi nào. Dạ, ưu điểm của em là em là người khá là dễ gần. Em vui vẻ và em biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Dạ, còn khuyết điểm của em là nhiều khi em hơi bị nóng tính, em hơi bị cọc tính. Ví dụ cái em cọc nhất là sao? Có ngồi rồi xé tiền không? Dạ không, ngồi chỉ nạt thôi ạ, hoặc là im đi thôi ạ. Đừng có nói nữa thôi ạ. Ví dụ như cái tông cao cỡ nào? Hoặc là anh im đi, hay là đừng có nói nữa. Trời, cái đó giống như là tỏ tình á. Anh im đi, anh đừng nói nữa. Nóng tính vậy thì chưa phải là tật xấu. Anh im đi hả? Đừng nói nữa. Nhưng mà tông đó tông của Hồng Vân. Không, bạn này mới nói nè. Nhân đâu? Nhân nói lại. Nhân nói hết cỡ rồi nha. Anh im đi, đừng có nói nữa. Đó, vậy đó, chỉ có vậy thôi. Tại lúc này nói vậy chứ nhiều khi trong phòng đó. Anh im đi. Anh im đi. Nó khác nữa. Em nghe nói cổ hơi nóng tính vậy, em thấy sao Khoa? Dạ, em bình thường anh. Bình thường hả? Dạ. Lúc đó em dùng âm nhạc để em chỉnh lại cái điều đó. Anh nói cổ nói im đi. Đòi nhưng mà, hát. Nhưng mà để hỏi con Nhân có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em thì nhiều khi em hay lười. Hơi lười hả? Dạ, hơi lười. Tại thế, công việc của em thì nó khá là bận á. Về nhà khá là trễ cho nên là hơi lười trong cái việc mà dọn nhà cửa. Cái đó không phải tật xấu đâu em. Nhiều khi mình nhiều việc quá thì về nhà mình lười là chuyện bình thường. Dạ, thì cái đó là em thấy đó là cái điểm xấu mà em cần phải khắc phục á. Còn Khoa? Dạ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho đàn gái người ta biết à? Ưu điểm thì là em không hút thuốc, không uống rượu, không có rượu bia này kia. Rồi. Dạ. Rồi cái nhược điểm lớn nhất của em là em run lắm. Bây giờ hiện tại em đang rất là run, em sợ đám đông. Ủa em cũng dạ, cũng là người nghệ sĩ, cũng hoạt động trong phòng thu, gặp nhiều người nghệ sĩ, có gì đâu mà sợ đám đông. Dạ. Nhưng mà tại vì đó là cái tính từ nhỏ rồi. Từ nhỏ dạ, luôn hả? Em vậy. Ồ, vậy có hả? Tật xấu gì không? Dạ em tật xấu thì em thấy em không có tật xấu gì. Em không có tật xấu gì. Trời, không có tật xấu gì luôn hả? Em tự tin vậy luôn á hả? Em không dạ, có tật dạ, xấu gì luôn á hả? Dạ. Trời ơi. Thôi, ta phải tự tin chứ không còn... Bây giờ vậy, vấn đề... Vậy là tật xấu của em là quá tự tin đó. Có thể là vậy chị. Thôi, đường tình duyên của bên đàn gái thế nào? Dạ, thì em trải qua được hai mối tình chính thức ạ. Hai mối tình. Dạ. Thì mối tình đầu tiên thì là năm nhất đại học ạ. Ừ. Dạ được 2 năm thì vì một số cái lý do không phù hợp trong cái suy nghĩ nữa thì chia tay. Mối tình gần đây nhất thì là năm tư đại học. Yêu đâu được tầm 1 năm á thì cũng đã chia tay được 1 năm rồi ạ. Cái mối tình trước là vì cái quan điểm không phù hợp thì cái quan điểm nào là không phù hợp? Em mong muốn người bạn trai của mình là một người gọi là cầu tiến, luôn cầu tiến trong công việc á, biết nỗ lực vươn lên để hoàn thiện bản thân mình sau này để còn chăm lo cho gia đình của mình nữa. Dạ thì em cảm thấy là bạn đó cảm thấy em hơi thấy hơi hiền quá so với em á. Cái hiền với cái cầu tiến nó khác nhau nha em. Có dạ, nhiều người rất là hiền nhưng họ vẫn cầu tiến dạ, chứ không phải họ hiền là không cầu tiến đâu. Chính bên đây hơi điều... hiền nhưng mà không biết có cầu tiến hay không, không biết. Đó nha. Dạ, hồi phải qua kiểm tra ha. Dạ em rất là có tinh thần cầu tiến anh. Em rất là chăm chỉ và chỉ. Dạ và biết cách tự giáo dục rèn luyện mình. Cho em nói về cái tính cách của em chút xíu. Rồi, là em là con người rất là dễ tính, em thân thiện, em vui vẻ lắm nhưng mà em khó hòa đồng. Với lại là em là cái người có nội tâm sâu sắc và em rất tâm hồn em nhạy cảm
Em ít bộc lộ cái cảm xúc của mình lắm. Nhiều khi ai nhìn em thấy em cứ chơ chơ vậy đó. Nhưng mà thật sự khi mà có một mình em thì em khác. Khó lắm. Bởi vì khi người ta nói chuyện với em, cái mặt em trơ trơ, không cảm xúc gì, người ta cũng khó. Có nghĩa là không phải. Ví dụ những cái lời nói mà yêu thương này kia, em ít nói lắm. Nhưng em có hành động hay không? Những cái hành động thì em có làm, nhưng mà em nói thì em nói không được. Không cần phải nói, phải có hành động. Nhưng mà không rồi. Nói mà không có cảm xúc, không có hành động nữa thì coi như là đúng không rồi. Được. Em nói thì em khó nói, nhưng mà em nói qua tin nhắn thì em nói rất là dễ. Nhưng mà nói một lời thì em nói là không có được. Tin nhắn đúng không? Khó nói. Cách mặt nhau rồi nhắn tin đúng em rồi, nói nhắn được. Tin, thậm chí bạn muốn nói cái gì bạn phải ghi ra giấy trước. Rồi cứ thế mà làm, chứng minh là bạn muốn nói gì bạn để sẵn đây nè. Vậy nói từ theo giấy thôi, để đây từ nói từ A số 1 cứ nghe dễ tính, tính tâm lắng nghe, tính tình khó quên. Ở viết hết luôn rồi. Cái này để chút anh đọc cho bên kia nghe, em khỏi nói ngồi luôn đi. Nói chung là bạn đây rất là dễ thương, hiền tới mức vậy luôn á. Nhưng mà Nhân, em có đồng ý với kiểu đó không? Tính anh Khoa là nội tâm, là ít thể hiện ra bên ngoài đâu, em cũng vậy. Chết cha, là... hai đứa nó đi coi phim thôi chứ nó không nói với nhau lời nào. Nhưng mà anh Khoa bên đây có âm nhạc mà. Em rất là thích nghe nhạc đó, thì anh không dùng lời nói thì anh dùng âm nhạc. Đúng rồi, hay quá. Muốn cái gì đó mình mượn lời bài hát cũng được, đúng không Khoa? Dạ dạ. Hay, cái này hay. Khoa trải qua mấy mối tình rồi? Em chỉ có quen một người thôi. Chỉ duy nhất một người thôi. Một người thôi, dạ. Yêu mấy năm? Dạ 7 năm rồi. 7 năm? Dạ. Do cũng có trục trặc này kia rồi, cũng không có được. Vấn đề gì? Cái vấn đề là tại vì là bạn nói không hợp nhau. Không hợp sau 7 năm mà. Dạ. Cũng khó, cũng em cũng không biết nữa. Thôi, cái đó là chuyện đã qua. Dạ. Mình, cho nên là nhắc chuyện nhớ để dạ, mình đúng rồi. Rút kinh nghiệm dạ, thôi. Với một cái người mà ít nói như em nè, ít bộc lộ cảm xúc như em nè, thì bây giờ em mong muốn cái người yêu của mình á sẽ như thế nào? Dạ, em thì thích một bạn nữ là xinh xắn, xinh, trẻ trung. Dạ. Thì nữ nào không xinh. Xinh. Vấn đề xinh với ai thôi. Dạ. Em thích người phụ nữ, mẫu người phụ nữ là nhìn sexy, hấp dẫn hay là một cái người mà nhìn vô là đoan trang, thùy mị? Truyền thống hay hiện đại? Dạ sao cũng được anh, cái đó em không quan tâm. Em thấy đẹp mà em vừa ý là được rồi. Thấy đẹp là đẹp. Dạ. Rồi em ví dụ em làm việc là nó thiên về nội tâm, về lãng mạn, nó mềm mại. Còn ví dụ như bạn ở bên đây, bạn làm về ngân hàng. Dạ. Toàn là con số thôi. Em không có đặt cái nặng cái vấn đề về cái việc phải là giống bên lĩnh vực của em hay là em phải giống lĩnh vực bạn đó. Tại vì mỗi người có một nghề, có một cái việc làm của mình, thì em thấy cái việc đó nó không có ảnh hưởng gì nhiều hết. Muốn hỏi Nhân, nãy giờ là Nhân nghe bạn Khoa tâm sự vậy, thì Nhân cảm giác như cái bạn bên đây như là người như thế nào? Anh rất là nội tâm luôn á. Kiểu như anh, bởi vì anh làm trong âm nhạc mà, cho nên chắc em nghĩ là tâm hồn ảnh gọi là mong manh, nhạy cảm. Cũng nghĩ là không có ai là hòa hợp với nhau 100% hết. Thì mình sẽ cố gắng làm sao để mà cả hai gọi là phù hợp với nhau nhất, rồi yêu thương nhau. Em tưởng tượng người đàn ông bên đây như thế nào? Hình hài sao, em tả thử. Em nghĩ chắc là anh cũng khá là cao, cao hơn em. Cao có cao. Vẻ ngoài thì gọn gàng. Gọn, gọn có gàng, gọn. Có nghĩa là tóc không... gọn gàng không? Đầu quá gọn. Tóc hơi bị gọn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không gái? Em thì em thích giống hữu môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng. Cũng giống Dũng nhưng không phải họ Bùi thôi. Qua đó bạn đây làm sao? Em nghe cái giọng nói miền Nam, em nghĩ là bạn cao. Rồi cao cũng vừa người. Rồi chỉ vậy thôi, em đoán chỉ vậy được vậy thôi. Đúng không? Xấu hay đẹp? Dạ em nghĩ là chắc đẹp á. Không ai xấu, chỉ có cách mình không biết làm đẹp thôi, chứ không ai xấu cuộc đời này chứ. Mà ông làm gì mà ông cứ cái chuyện tôi phải soi mói nhà trai rằng tôi bảo vệ cho nhà nữ, mà sao ông cứ ông đặt hạ tôi đứng đây tôi cái phải bảo vệ nhà trai chứ. Không có được nhìn hoài nó mất nét. Thân gái 12 bến nước. Thân trai cũng 12 bến nước chứ bộ. Ở đâu ra bây giờ cái chuyện mà một lần tiến tới hôn nhân á, là nếu như mà không đúng á, thì người phụ nữ là cái người mà chịu thiệt thòi nhất. Ủa sao Vân biết? Người đàn ông cũng khổ lắm chứ bộ. Khi mà chọn không đúng người đàn ông cũng người khổ. Bởi người ta không khóc ra trước mặt, nhưng mà đêm về ta cũng khóc dữ lắm chứ bộ. Đau khổ khi tìm không đúng đối tượng của mình. Bây giờ Linh có cho Vân phải tìm tòi để mà Vân coi cái nhà gái của Vân họ sẽ an toàn khi mà về bên nhà trai của Linh hay không? Rồi, hỏi gì hỏi gì đó. Ở nhà phòng thu bao lâu rồi Khoa? Dạ, thì cũng lâu rồi chị. Nhưng mà cái công việc chính yếu của em hàng ngày vẫn là dạy các bé chơi nhạc cụ á. Phòng thu là nhà mình luôn. Nhà riêng, rồi. Có nhà riêng đó luôn. Là dạng là home studio đó. Ồ, vậy hả? Em ở chung với ba mẹ? Dạ không, em ở trên đây với một thằng anh em.
Một thằng anh em là sao ghê vậy? Tự nhiên một thằng anh em. Là tại vì nó là sinh đôi với em, cho nên là hai anh em không có anh em, chỉ gọi nhau là thằng, là mày tao thôi. Chung trứng á, chung trứng. À, giống y chang không? Giống y chang không? Em cũng không biết, nhưng mà có thể là gặp đầu tiên là sẽ có thể là nhầm. Nhầm. Yeah. Đó là một chi tiết mà bạn nữ nên cẩn thận. Nếu như bạn làm dâu ở trong gia đình này mà ngôi nhà chỉ có hai người thằng anh em, bạn coi chừng lộn nha bạn nha, làm mệt dữ lắm bạn. Nói nghe. Dạ. Tí lộn thì sao ta? Lộn sao được? Thôi, thiệt ngộ lắm á Linh. Nhiều khi lộn, đã có trường hợp lộn rồi. Kệ, thôi sao lộn là. Em nghĩ không có lộn được đâu, tại vì là thực sự là anh em của em á là học chung với em từ nhỏ tới lớn, và hai anh em như đồng nghiệp luôn á, bạn bè đồng nghiệp nhau cùng một nghề luôn. Thì bởi vậy mới dễ lộn đó ông ơi. Nhưng mà về cái tính cách á thì nhiều khi có một điểm nó sẽ khác. Đặc điểm gì khác giữa em với nói luôn đi để ta biết, người ta nhận diện, hiểu không? Khác cái gì? Em cũng không biết nữa. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ông còn không biết ông khác cái gì em, ông mà làm sao mà mình biết được. Khổ lắm, bây giờ là phải suy nghĩ về cái vấn đề này. Tưởng là nhỏ nhưng mà không nhỏ nghe Linh. Đúng rồi. Cái chuyện đó không thể xảy ra được, tại vì sẽ ở riêng mà chị. Không thể ở chung, đâu ở chung đâu. À, ở riêng là sao? Dạ, có nghĩa là khi mà em có vợ thì em sẽ ở riêng. À, đâu ở chung được. Chúng tôi không còn gì để hỏi nữa. Ừ. Có nghĩa là cái bên đàn gái nhà tôi sẽ được ở riêng nè, có một người chồng nghề nghiệp ổn định nè, tri thức nè, giỏi giang nè, đời sống nội tâm nè, biết hòa âm phối khí. Ôi trời ơi, tuyệt vời quá em. Chúc mừng em nha. Hôm nay em đi ra. Bây giờ dạ hôm nay em đi với lại bạn thân của em ạ. Bạn thân năm từ học cấp 3 đến giờ. Bạn là người đăng ký cho em. Ồ vậy đó hả? Cho nên là nếu như hôm nay thành công thì em sẽ đăng ký lại cho bạn. Ồ vậy đó hả? Ồ. Rồi, em cho biết ý kiến của em coi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Chơi với bạn 7-8 năm rồi thì em không thấy bạn có cái tật xấu gì mà khiến em phải phàn nàn hay giận dỗi gì hết. Thì hai đứa chơi có giận người ngoài không à? Anh Khoa cũng đẹp trai, nói chung là ngon đấy. Ngon em. Được, câu chốt được. Khoa đi với ai Khoa? Dạ, em đi với sếp của em, với bạn của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người. Khoa thì đúng thật là Khoa tình cảm. Nhưng mà cái dở của Khoa là đúng là Khoa không có biết bộc lộ. Chị thấy đàn gái này có hợp với Khoa không? Bạn gái Nhân thì em thấy Nhân khá xinh. Công việc này nọ thì ổn định, có cá tính. Theo em, nếu là em thì em cũng chọn Nhân. Rồi, cảm ơn bạn. Thôi, bây giờ thì mở rào đúng không? Trước khi mở rào thì anh hỏi Nhân nè. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích nhất là đàn ông lăng nhăng. Khoa đâu có dám nói dài đâu mà lăng nhăng. Yên tâm, có gì nữa không? Thích gì nữa không? Hút thuốc ạ. Hút thuốc, Khoa có hút thuốc không? Dạ không ạ. Không luôn. Rồi nhậu nhẹt nhiều á. Em như nãy em nói là em đâu có nhậu. Không có nhậu luôn. Dạ. Còn không thích gì nữa không? Dạ, rồi gia trưởng ạ. Thôi hiện tại thì như đó rồi. Vậy là bốn cái em không thích, Khoa không có rồi đó. Vậy là khỏe rồi ha. Khoa không thích phụ nữ thế nào? Em không thích bạn nữ thường đặt nặng cái vấn đề về tiền quá. Em có vậy không? Dạ, em nghĩ là mình làm ra tiền thì mình để cũng một phần là để mình hưởng thụ cho bản thân mình nữa mà. Cho nên là mình làm ra tiền thì mình cũng tận hưởng thôi, mình không có đặt nặng vấn đề đó quá. Được, vậy đi. Thôi mở rào. Rồi, bắt đầu đi Khoa. Dạ, em có một món quà tặng anh ạ. Chào Nhân, anh có. Dạ. Trong đây là một cái khung ảnh ạ. Thì em hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bức hình chung để đẹp làm trong đó. Cảm ơn nha. Dạ. Theo cái kinh nghiệm mà tôi biết á, là hiện giờ bạn Khoa đang rất rối. Dạ. Đúng không? Em rung. Bây giờ giải tỏa rung bằng cách là Khoa đàn hát sẽ tạo cho mình cái tự tin nhiều hơn. Đây là một cái bài hát mà nó là nhạc Khoa. Anh chỉ dựa theo cái ý chính của tác giả, nhưng mà anh viết lại, nó hát lại được thôi. Anh chỉ vậy thôi. Này người yêu dấu, xin đừng nghi vấn rằng anh yêu em đến bao nhiêu. Mãi muôn đời tình này vẫn đông đầy, từng ngày như ánh trăng vẹn tròn tối nay.
mãi muôn đời. Tình này vẫn đông đầy, từng ngày như ánh trăng vẹn tròn tối nay. Trời, hay quá rồi. Chết rồi Kho ơi, em hát hay mà em đàn hay quá Kho ơi. Đúng là thầy giáo dạy nhạc mà. Có thể âm nhạc sẽ làm chúng ta xích gần lại nhau, có thể âm nhạc làm cho hai trái tim nó sẽ đồng điệu với nhau, có thể âm nhạc sẽ làm cho tình yêu nó thăng hoa với nhau. Nào, chúng ta bắt đầu tình yêu đi. Cái buổi sáng của em hôm nay như thế nào? Có vui hay là hay là buồn? Có cần giấy không? Dạ, dạ. Để em nhắc lại cho. Này chỉ là em nói cái tính cách thôi. Hỏi bạn là công việc hàng ngày là gì? Dạ dạ. Cái công việc của em hàng ngày là làm có mệt đúng không? Dạ, công việc hiện tại hàng ngày của em thì cũng khá là áp lực ạ. Em thực hiện các cái thủ tục giải ngân cho khách hàng vậy đó. Dạ. Hồi nãy anh nghe nói là em hiện tại là em không có sống thành phố Hồ Chí Minh mà em phải dạ, em phải về Bình Dương. Bình Dương dạ. Ở nhà em là có anh chị em. Dạ, em có một anh trai hơn em 3 tuổi. Hơn em 3 tuổi là vẫn dạ, vẫn chưa nhỏ, lập gia đình. À, vẫn nhỏ tuổi hơn anh đó. Dạ. À. Em hỏi thử xem đi về thế có cần anh đưa về hay không? Đưa giấy thì có gì nhắc cho. Khoa, bây giờ chị hỏi nè, ví dụ như hai bạn mà bấm nút để mà chọn nhau á, thì bây giờ em sẽ giải quyết cái việc mà mỗi buổi chiều cô này đi về tới Bình Dương như thế nào và hẹn hò ra làm sao? Thực sự cái việc này rất là khó chị, tại vì cái giờ mà bạn nghĩ là em lại đi làm, nếu như em nói em đưa tới luôn thì em sẽ không bao giờ làm được, tại vì cái công việc của em là từ buổi chiều là bắt đầu em làm rồi. Thì tới tối khoảng 8 giờ em mới xong. Cho nên là hầu rồi, như trong là trong khi em ban ngày là em có thể nghỉ thì bạn này là phải làm. À, đúng rồi. Thì nói chung là em không có đặt nặng cái việc là hàng tuần phải gặp nhau quá nhiều á. Thì em ví dụ như mỗi tối thì anh bận thì có thể là buổi chiều thứ bảy hoặc là sáng chủ nhật. Và em nghĩ là hai ngày cuối tuần thì được. Còn những cái ngày trong tuần thì em cũng rất là thông cảm cho công việc của anh chứ. Mỗi người mỗi công việc mà mình không có thể nào mình lựa chọn. Anh có giải pháp rồi, nếu mà bận quá hai đứa đó, tại vì quận Nhất với quận Phú Nhuận gần nhau lắm. Cứ buổi trưa nào cũng gặp đi, trưa nào cũng gặp hẹn ăn cơm đi nha. Đây có chương trình hẹn ăn trưa đó. Còn không bây giờ cưới nhau luôn đi, rồi về lên Sài Gòn ở trong nhà đó là khỏe luôn đó. Về cái quan điểm về cái tình yêu của anh á, thì anh nghĩ nó rất là thiêng liêng. Tại vì em nghĩ đi, ví dụ như mình có đám cưới là mình sẽ sinh ra những bé, là những bé đó là mang những cái đặc điểm của hai vùng miền và hai người, nó rất là đặc biệt, đối với anh rất đặc biệt. Và rồi của em cũng chưa hết cái câu đó mà. À, cái quan điểm về cái tình yêu là như vậy đó. Cái ý cái câu đó cuối là gì? Dạ, em muốn nói thêm nữa là tại vì em muốn nói là tại vì em anh á, anh thích, anh rất là thích con nít, đặc biệt là cái bé gái anh rất là thích, và anh rất thích kể chuyện cho các bé, cho bé gái, cho bé là tại vì anh tóm lại là em thích con gái đúng không? Dạ, tại vì anh muốn bé sẽ là có một cái tâm hồn nhạy cảm phong phú, và cái điều đó sẽ nuôi dưỡng cái con người của bé, cho nên là anh rất thích kể chuyện trước khi các bé ngủ. Tức là thích đề... con nít là con gái nè, thích dạ. Kể chuyện cho con nít nè. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thích kể chuyện cho con gái chứ không phải thích kể chuyện cho bé trai đúng không? Dạ không, nếu như có con trai thì em vẫn kể chuyện. Vậy thì ý nói là em phải sinh con trai con gái đủ luôn trong nhà đó. Thì đó, nhưng mà vấn đề là bây giờ là muốn sanh con thì bây giờ phải tính tới cái ngày cưới người ta. Rồi cái ngày cưới thì em hỏi coi là ví dụ như bây giờ yêu nhau, hai bạn yêu nhau thì bao lâu thì dự định bao lâu đám cưới? Sẽ đám cưới. Dạ. Mặc dù em 29 tuổi rồi nhưng mà em chưa có dự định đám cưới. Chưa có dự định đám cưới. Sai quá. Là tại vì em nghĩ như vậy, cưới đám cưới chỉ là một cái thủ tục thôi. Quan trọng là mình yêu thương nhau, cho nên là nếu như mà mình cảm thấy mình chưa có yêu thương nhau thì đám cưới rồi cũng sẽ không có, cũng sẽ ly dị thôi. Cho nên em nghĩ là phải tìm hiểu nhau kỹ, thực sự yêu thương nhau thì cái đám cưới sớm hay muộn cũng không sao. Nhưng mà yêu nhau khoảng bao lâu, con gái người ta không thể chờ 5-10 năm được. Rủ em yêu chưa hiểu được cứ 10 năm dạ, không thể nào mà hiểu thì sao? Dạ, không thể nào mà lâu tới 5-7 năm này kia được anh. Như mấy năm? Dạ, cũng cỡ khoảng một năm này kia đúng thôi. Rồi phải dạ. Cho phụ nữ ta biết được cái quy trình là mấy năm đúng không? Dạ. Khoảng năm thì cưới được đúng không? Dạ. Công việc của anh thì giờ giấc như thế nào anh ha? Cũng được tự do, dạ. Không có gò bó lắm. Dạ. Tại vì anh thì là con người không thích gò bó, dạ. Cho nên là anh tự do, tự sắp xếp công việc của mình. Bây giờ quan điểm hôn nhân của mỗi đứa thế nào, tự nói cho nhau nghe đi. Về cái quan điểm về cái tình yêu
đối với anh rất đặc biệt. Và rồi mời của em. Trong tình yêu đối với em quan trọng là cái sự tôn trọng, bởi vì bạn trai cũ của em thì một người không có tôn trọng em, cho nên là em mong muốn bạn trai là mình sẽ là người tôn trọng, cả hai tôn trọng lẫn nhau. Mình tôn trọng và mình phải tin tưởng vào nó. Dạ đúng rồi. Anh rất là cần cái sự tin tưởng, tin tưởng nhau. Dạ. Giờ hỏi câu cuối cùng thôi, em có ghen không? Dạ, dạ ghen chị, ghen. Ghen dữ dạ, không? Dạ không dữ nhưng mà ghen. Em nghĩ nè, anh này ghen thì chắc cũng kiểu hiền hiền thôi chứ cũng không có đến độ. Khó đâu. Chắc cũng không có dùng bạo lực mày hay là như không thế không nào hiền đó. Đâu. Linh ghen lên sao Linh? Sao ghen tôi dữ dội lắm. Mỗi lần tôi ghen lên hả, tôi ra tôi ăn chè, ăn cháo, tôi ăn cho nó đã luôn. Ăn cho nó hết tiền luôn, cho nó đã là hết ghen. Đơn giản vậy. Mỗi người chúng ta có 30 giây để nói với nhau những cái suy nghĩ của mình. Nào hãy tiến tới. Trong lòng mình nghĩ thế nào về người đối diện? Nắm tay nhau. Chúng ta có 30 giây nhìn vào nhau và cảm nhận tất cả những gì mà nãy giờ mình nói, và nói hết những cái suy nghĩ từ trái tim của mình về người đối diện. Yeah. Cái con người của anh thì là nó như vậy, tất cả anh đều nói hết rồi. Thì còn cái việc bấm nút hay không là tùy em thôi. Anh nghĩ như vậy. Yeah. Thì qua cái cuộc nói chuyện, chúng ta nói chuyện với nhau thì cũng chưa có lâu. Thì nhưng mà em cũng nghĩ là anh là một người rất là tình cảm và em cảm thấy rất là đồng điệu với cái điều đó. Thì em cũng mong là chúng ta sẽ có thêm cái cơ hội trò chuyện sau nữa. Yeah. Rồi cảm ơn em. Thôi. Hết thời gian. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ sau 3 tiếng đếm. Hãy đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Bấm nút, phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Phải đưa ra quyết định với những bản lĩnh của mình, với đúng trái tim của mình nha. 3 2 và 1. Hết thời gian. Tại sao lại Khoa? Thực sự thì là bé rất là đẹp và dễ thương, nhưng mà em thấy là không phải là người của em. Không vì phải là thiếu cái người... gì? Cái đó thì cũng khó nói lắm, khó nói lắm lắm em. Thôi, đó là trái tim mách bảo. Họ làm theo trái tim của họ. Không trách điều đó. Chúc cho mọi người chúng ta sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Yeah. Có thể là em không bấm, nhưng trên truyền hình có hàng triệu chàng trai sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo điều đó. Và chắc chắn. Đúng không? Người ta dụ mình không? Dụ mình gì đâu. Từ khi mình cho người ta dụ, đâu phải giờ muốn dụ ai dụ đâu, đúng không? Ấy là ví dụ như là người ta quá thông minh, còn nhiều khi mình quá khờ. Thì ví dụ người ta nói vậy mình nghe vậy, mình bị nhắc không? Không, dở ẹt. Mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt. Đúng không? Cha thông minh thì con cũng thông minh, mà gia đình thông minh thì sẽ rất là. Nhưng mà cha với con thông minh, cái mẹ cái bị lép. Trời ơi, vậy mấy em muốn nói cha với con không thông minh, để em thông minh hả? Đều nhau chứ. Thôi cũng được, con đều chịu cô rồi đó. Cũng thông minh đều hết không? Không tiếng gì hết trơn. Ngu đều, thông minh đều hết. Chứ không ai hơn ai hết không? Không có ngu hả? Dạ. Không có ngu thì phải thông minh. Dạ, thông minh được. Thông minh thì phải hói. Nó theo cái, nó gọi là nó theo cái logic như vậy ha? Dạ. Nói là giống như là ai không hói, không thông minh vậy. Hả? Mệt ghê. Người ta suy nghĩ nhiều, người ta mới bị rụng tóc, mới bị hói. Mà người ta suy nghĩ nhiều, người ta ăn nhiều thì bụng mới bự. Bụng bự mới thông minh, mới hói mới thông minh nữa. Ủa vậy anh kia bụng bự luôn anh? Không, anh ý nói anh á. Nói vui vậy thôi, chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phát thật thà, thẳng thắn dễ thương, chân thành luôn. Được chưa? Sao mà mới nói chuyện luôn chứ mọi người lên biết hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em. Rồi, bây giờ bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh cùng bạn Nam ạ. Và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Thành, Nguyễn Thị Thành. Sinh năm 92, quê ở Hà Tĩnh. Hiện tại đang sống ở Biên Hòa và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý bộ phận QA của một công ty sợi dệt Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh thân thiện, chị Cát Tường xinh đẹp cùng tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Xin chào bạn nữ anh chị ạ. Em tên đầy đủ đó là tên là Nguyễn Xuân Phương. Em sinh năm 1984 tuổi Tý, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng. Em đang làm ở phòng quản lý dự án đấu thầu cho một công ty tư nhân ạ. Ở đâu em?
Dạ em làm ở quận 7 hả chị? Quận 7? Còn quê mình ở đâu? Chào, quê em ở An Giang chị. Quê An Giang làm quận 7? Dạ. Một người An Giang, một người Hà Tĩnh ha. Nhưng mà bây giờ là hai bạn hơi làm việc là hơi xa nhau ha. Một người ở Đồng Nai, một người ở quận 7. Thế thì mình trao đổi với nhau đi. Còn một tuần hay là bao lâu mình sẽ gặp nhau được một lần? Bạn gái mình có ngại bạn trai làm hơi xa tí xíu không? Dạ, khoảng cách cũng nhiều khi cũng không phải là vấn đề. Ừ. Nếu mà bạn ấy đủ nhiệt tình và... Chịu khó. Nghĩ cũng phải sự nhiệt tình. Nếu như tình yêu đủ thăng hoa thì cho dù ở đâu cũng đi dễ lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Quận 7 mà... Đồng Nai cũng khó gì lắm. Dạ, nhưng mà cái đó là anh Quỳnh Linh nói, còn ý bạn trai như thế nào thì... Thì theo anh Duy nghĩ thì khoảng cách nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà quan trọng ở tình yêu của mình có đủ lớn hay không? Thí y như tôi. Nếu mà anh á thì cái sự nghiệp anh thì muốn phát triển ở thành phố này. Nếu mà sau này anh quen em, anh muốn trụ ở đây, anh lập nghiệp và anh mua nhà ở đây. Không biết là em có sẵn sàng về đây làm việc và hàng ngày gặp anh không ạ? Đây là dưới Đồng Nai, đây là thành phố Hồ Chí Minh á hả? Dạ đúng ạ. Em có chịu lên thành phố sống không nếu như mà yêu nhau? Dạ, điều đó cũng không phải là vấn đề ạ. Tại vì hiện tại là em làm ở Nhân Trạch, nhưng mà hàng ngày em di chuyển bằng xe đưa rước. Và công ty em cũng có chi nhánh ở trên đây, và có tuyến xe đưa rước từ Sài Gòn về tới Nhân Trạch đó anh. Trời ơi, có cái gì đâu mà bàn. Sài Gòn, Nhân Trạch, thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trạch nó rất là gần. Chuẩn bị người ta làm cầu cắt lái là xong, nối liền hai bờ vui thôi. Nhưng mà ý anh trai nói, giả tỷ 21 mà mình có lấy nhau á, em có về thành phố Hồ Chí Minh sống được luôn không? Yêu đang yêu nhau là còn đi đi về. Tưởng đâu là ở Hà Tĩnh hay là ở đâu xa chung một nơi. Dạ. Đúng không? Được không? Dạ được ạ. Được. Đó, đâu không có cần nhà phải có cửa là được. Không cái gì trơn á. Nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh nó quá gần với nhau mà. Dạ nhưng mà anh ấy quê ở An Giang, nhưng mà hiện tại là anh đang sống ở Sài Gòn hay sao ạ? Đúng rồi. Sống một mình hay là cả gia đình ạ? Anh sống một mình em ạ. Dạ. Hai chồng 21 lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh luôn, mua nhà. Anh lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mà anh đâu có về An Giang đâu. Được không? Phải về thăm chứ anh, không lẽ có... Đương nhiên rồi, thăm thì phải về chứ. Dạ. Trời ơi, nói lúc đó yêu rồi, anh xách gói về An Giang chắc cũng theo thôi chứ làm gì được giờ. Rồi, bây giờ thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Qua chia sẻ với nhau đi, điểm mạnh điểm yếu của em nè. Điểm mạnh của em thì khá là hoạt bát, cởi mở, cũng nhanh nhẹn nữa. Nhiệt tình trong công việc và cuộc sống. Rồi. Và cũng có khả năng xoay sở tốt trong các tình huống công việc. Còn khuyết điểm? Điểm yếu thì em nghĩ là hơi nhiều. Em hay quên, hay khóc, lề mề. Ai làm gì em khóc? Nhiều khi không làm gì, nhiều khi em coi phim á. Ví dụ như khúc này đang vui lắm, tự nhiên qua khúc kia buồn là tự động khóc. Khóc. Dạ, mệt mệt cũng khóc. Ví dụ đi làm mệt á, mà đi làm mệt mà còn tăng ca hay là nhiều việc á, áp lực á chị. Thì khóc. Như khóc. Khóc thì nó đỡ áp lực. Khóc giống như mình giải tỏa vậy thôi chứ. À, còn đó là cũng là một cách để giảm stress trong công việc đúng không? Dạ. Cũng tốt thôi, đâu có gì đâu khuyết điểm. Dạ. Với lại ví dụ như là mình quen người yêu á, mà đi làm về mệt, mà mình thấy gặp mà mặt chùa à, không có nói năng gì hết á, cũng khóc. Ừ. Bực bội quá khóc. Đúng rồi chị. Nhìn mặt lơ lơ á, tự nhiên khóc à. Tủi thân quá, khóc luôn. Dạ đúng rồi. Cỡ nào cũng khóc. Nói chung là cô gái bên kia mau nước mắt. Rồi. Hả? Dạ. Bạn trai thì sao nè? Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, nói về tính cách đó thì mọi người trong công ty cũng như anh em nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Em thì rất thân thiện với mọi người, em cũng hay giúp đỡ san sẻ công việc với anh em. Về ưu điểm thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ. Do đó em biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Rất tốt. Khuyết điểm? Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao. Do đó nhiều khi tập trung công việc chứ hay chơi thể thao rồi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. À. Dạ. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Em thì thời đại học thì em cũng có khoảng 2 mối tình. Đi lúc học mà, là lâu lắm hả? Dạ. Lúc mà em đi bộ đội mới về á thì em cũng có mối tình, nhưng mà mối tình đó cũng gọi là sâu sắc và đáng nhớ với em. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á, thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi em mới nói với người đó là em sẽ học ngành xây dựng.
Rồi bạn gái đó nói là nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Mà em cũng không biết nguyên nhân, em mới hỏi bạn đó là, mà nó mới nói là do là chắc là không thích yêu xa á chị, sợ giống như em thay đổi. Nhưng mà thật chất người em này sống rất là thân thiện và là biết chia sẻ với bạn gái. Rồi sao cô gái nói xong rồi chia tay luôn hả? Dạ, bạn đó dạ, thì cũng bằng tuổi em nhưng mà tính rất là cương quyết và dứt khoát ạ. Như vậy. Chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy, tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái tại sự... vì lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó, bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Em thì lúc đó em cũng đăng ký là thi sư phạm nhưng mà em cũng đậu hai trường nhưng mà em quyết định chọn xây dựng rồi bạn ấy chấp nhận em là như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì em nghĩ cái ngành này thì dễ kiếm việc và có thể phát triển tương lai nó xa hơn, có thể sau này chăm sóc hết cái gia đình nó chu đáo hơn vậy. Rồi. Còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là cách đây 5 tháng, quen được 5 tháng, chia tay được 5 tháng. Ờ, lý do tại sao chia tay? Dạ, do là thời gian tìm hiểu cũng ngắn, xong rồi cũng chưa có thật sự là hiểu nhau, nói chung là... Nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ, mối tình dài nhất chắc được 5 rưỡi anh Quỳnh Linh. Năm rưỡi nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học, rồi em về nhà, thì khi mà về nhà rồi mình đi làm á, bắt đầu cái công việc mới, nhiều thứ áp lực á, cộng thêm là yêu xa nữa, mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen, nên sau nhiều lần ghen tuông cãi vã mệt thì... mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Vậy thì hai bạn kể chuyện để chi chúng ta rút kinh nghiệm những cái gì mà chúng ta đã vướng phải đó, để mình đừng nên gọi là gặp nữa đúng không? Bây giờ mai mốt thì á, đừng có ghen nè bên kia, bởi vì ghen là chia tay. Bên đây là gọi là đừng có bắt người ta phải làm theo ý mình nữa đúng không? Nếu mà làm theo ý mình cứ bắt ta đi học cái này mà ta thích học cái kia thì cũng không được. Rồi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu một cuộc tình mới. Em muốn nói gì em nói đi. Dạ, em muốn hỏi bạn Nam là khi mà cái người yêu cũ của anh muốn chia tay á, thì anh đã làm cái gì để bạn ấy suy nghĩ lại, hay là anh có làm gì không hay là... Có em. Anh cũng giải thích rất là nhiều. Nhưng mà tính bạn ấy thì đã quyết, giống rất là quyết đoán. Và anh, mặc dù anh có giải thích rất là nhiều nhưng mà bạn ấy cũng vẫn quyết định. Tại anh tôn trọng cái quyết định của bạn ấy, tại vì con đường thì do người ta lựa chọn mà, mình đâu có ép suy nghĩ của ta được. Dạ. Mặc dù anh cứ cố gắng hết sức là cũng giải thích như vậy nhưng mà bạn ấy vẫn... Coi như đã cố gắng hết sức nhưng mà đành phải chịu. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hồi nãy em chia sẻ thiếu cái khuyết điểm á, là bình thường á, lúc mà đi làm á thì khá là cũng cứng rắn, cũng đàng hoàng, lịch sự. Nhưng mà khi mà yêu á thì hơi con nít lắm. Cái đó cũng dễ thương thôi, dạ. Không có vấn đề nên, gì. Nên khi mà em tìm người yêu á thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút. Để nhiều khi là thứ nhất á, là có thể nhường nhịn em. Thứ hai á, là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng á, thì người đó sẽ chỉ cho em. Chín chắn, trưởng thành, khiêm tốn một chút, hòa nhã. Chín không... chắn, trưởng thành, khiêm tốn. Dạ, không có ba hoa khóc lắm, em không thích người ba hoa lắm anh. Sao ông trai? Thì em cứ yên tâm. Thì anh thật chất thì anh là một người cũng rất là điềm đạm. Anh này cũng sống đôi lúc á. Thì ở tuổi này anh cũng ít quen, là tại đôi lúc cũng hơi nội tâm tí xíu. Anh thì thích chia sẻ những gì gọi là trong công việc con này kia để bày cho mấy em nó làm tốt thôi. Còn vấn đề vật chất hay vấn đề gì khác thì anh không có, ví dụ mà giống như em nói là khoe khoang hay vấn đề gì. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi. Anh lo được cho bản thân và anh sẽ chăm sóc tốt được, anh nghĩ là sẽ chăm sóc tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Em trẻ con quá có được không? Anh nghĩ là anh lớn như vậy, anh trưởng thành như vậy ấy, thì anh có chiều được cái tính trẻ con rồi hay khóc nít ướt này. Đối với anh tình yêu thì ai cũng có một cái có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa được cái khuyết điểm đó hay không em.
nếu mà em mà có những cái gì mà không tốt hoặc gì đó, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, mà em hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh, thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Dạ. Yeah. Đôi lúc yêu nhau thì mình trẻ con, mình khóc lóc rồi cũng vui, nó thêm cái gia vị cho tình yêu. Nhưng mà khi mà mình nhiều khi lấy nhau rồi, áp lực công việc con cái mà lúc nào em cũng con nít em nhõng nhẽo hết, thì nhiều khi căng thẳng quá người ta sẽ mệt mỏi, là người ta sẽ sực lại luôn. Dạ không đó chị. Đó tùy lúc. Người ta đang quạo mà mình cứ đúng rồi. Đúng rồi, phải tùy lúc thôi. Cái đó là ăn thua mình nữa. Dạ. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ về ngoại hình đó thì nhưng mà bạn gái thì giống người cân đối thôi, cao khoảng 1m58 đến 1m62 cũng được. Em thì thích bạn gái có sống mũi cao và da trắng. Còn về tính tình thì em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh mùa này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia đang nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì có một đôi nét thì nói chuyện cũng thấy cũng hiện đại. Em thấy là cũng hơi tánh nói chuyện, cách nói thì cũng tính cũng ấm áp. Ấm áp ha. Dạ. Nhưng cũng cái gì đó cá tính đó nha. Cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn đó. Để anh Quang có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không. Hả? Em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Rồi. Ngoại hình đó, ngoại hình đó. Ngoại hình. Là cao hơn em khoảng 5cm, là chắc chắn cao hơn. Dạ. Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Dạ. Không khó nha anh. Hả? Dạ không ạ. Có không mà nhìn lâu dữ vậy? Anh người lớn biết sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thì thông minh lắm. Mấy người thông minh là dễ dụ, mình dễ bị dụ lắm. Trời ơi. Lấy có người bạn đời thông minh là tốt chứ. Nhưng mà người ta dụ mình á anh. Dụ mình gì đâu, trừ khi mình cho người ta dụ. Đâu phải giờ muốn dụ ai dụ đâu, đúng không? Ấy là ví dụ như là người ta quá thông minh, còn nhiều khi mình quá khờ. Thì ví dụ người ta nói vậy, mình nghe vậy, mình bị dắt á anh. Không, dở ẹt. Mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt, đúng không? Cha thông minh thì con cũng thông minh, mà gia đình thông minh thì sẽ rất là. Nhưng mà cha với con thông minh, cái mẹ cái bị lép vế. Trời ơi, vậy biết em muốn nói cha với con không thông minh để em thông minh hả? Đều nhau chứ. Thôi cũng được, thôi tôi chịu cô rồi đó. Cũng muốn thông minh đều hết đúng không? Không có cầu tiến gì hết trơn. Ngu ngu đều, thông minh đều hết. Chứ không có ai hơn ai hết không? Không có ngu hả? Không có ngu thì phải thông minh. Dạ, thông minh vừa. Thông minh thì phải hói. Nó theo cái nó gọi là nó theo cái logic như vậy ha. Nó là giống như là ai không hói không thông minh vậy hả? Mệt ghê. Không, người ta suy nghĩ nhiều người ta mới bị rụng tóc, mới bị hói. Mà người ta suy nghĩ nhiều, người ta ăn nhiều thì bụng mới bự mới thông minh, mới hói mới thông minh nữa. Ủa vậy anh kia cũng bụng bự luôn hả anh? Không, anh ý nói anh á, nói vui vậy thôi. Chứ anh đây dễ thương lắm, người miền Tây mà chất phác thật thà, thẳng thắn dễ thương, chân thành luôn, được chưa? Sao mà mới nói chuyện có một chút mà anh người lên biết hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em, nhìn qua một cái là anh biết là con trai con gái liền á. Rồi lý qua bay qua anh biết rồi, được cái luôn. Ừ. Vậy mai mốt em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh người lên. Bắt đền anh. Dạ. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng á, bắt đền anh, yên tâm đi. Với kinh nghiệm của anh đây là thôi nha. Chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị chân thành đó. Thấy chưa? Dạ, chào chị. Rồi, chào em. Dạ. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68 ạ. 1m68, tôi phải coi kỹ, để nay cô này cô bắt đền chết luôn á. Bắt đền ông mai bà mối. Bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng tới 1 năm? Dạ. Lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, đúng rồi. Có kế hoạch mua nhà rồi? Dạ, có. Khoảng bao lâu nữa thì mình mua được? Thì sau khi ký xong khoảng 1 đến 2 năm lại. 1, 2 năm nữa là mình mua. Mình có cái điều gì mình không thích ở người bạn gái không? Em thì nếu không thích thì em quan trọng nhất là cái sự thủy chung. Và thủy sống chung. Không có
giả dối thì em không thích. Thủy chung phải nên cái thật thà với nhau. Chị mọi tất cả mọi chuyện đều chia, chứ nếu mà chia sẻ được thì sẽ giải quyết được, còn nếu mà dấu giếm rồi cái này kia thì em chịu. Nãy giờ em tưởng tượng cô gái bên đây là người như thế nào? Thì em theo qua cách nói thì em thấy bạn ấy cũng hay cá tính. Nói chung là khi mà đã thật sự mà đã yêu nhau rồi thì những điểm đó thì em nghĩ là không quan trọng nữa. Tại vì có thể em có thể bù đắp cho những khuyết điểm đấy. Rồi, lấy nhau về lập nghiệp, ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em thì ngồi kiếm tiền, còn bạn gái thì giữ tiền. Rồi, em nghe rõ hết rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý họ thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Dạ, em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn thân. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào tất cả các khán giả đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói Thành bức ước, nhưng mà thật sự là phụ nữ mà cần một sự quan tâm. Nếu mà không có được quan tâm thì mình buồn, thì khóc. Nhưng mà thật sự với cái khóc của Thành là nó không có để cho chi phối cho người khác đâu, mà giống như khóc một mình thôi, chứ khóc chơi cho vui thôi. Có nghĩa là đúng, có nghĩa là sau khi khóc đó thì điều phối lại được mình thôi, nên không có gì hết. Tự khóc rồi tự nín cài ra. Trong công việc thì rất là tốt, gia đình đó thì là một người đứa con rất là ngoan, dạ, còn người em rất là tốt hơn. Theo chị á, thì chị thấy bạn trai này á, thì lúc đầu nói là quê anh Giang á, thì thật sự lúc đi đi thi á là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không là một vấn đề. Thành cần một người quan tâm, cần một người giống như che chở cho Thành. Ví cái tính của Thành nó cũng có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con lúc nào. Đó không có phải là gọi là tính trẻ con, mà như kiểu khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. Chị thấy thì bạn này thì cũng được. Tùy theo hai em là tìm hiểu thêm như thế nào. Chị thấy thì mặt về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn thôi đó, còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Bạn trai thì sao, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có ship với em, với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời ship của em. Dạ. Xin chào quý khán giả trường quay, chào quý khán giả trường quay. Tôi tên là Nhã, trưởng phòng quản lý Phương. Thì về nhận xét của Phương á, thì Phương rất là vui vẻ. Nếu mà tiếp xúc lâu á, thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Ai cần thì giúp đỡ á, thì Phương rất là nhiệt tình giúp đỡ anh em. Còn về công việc đó thì Phương là làm việc rất là tốt, là công việc rất là hoàn thành theo tiến độ. Còn về tất cả anh em công ty thì rất quý mến Phương. Phương có thể là một người đàn ông của gia đình đấy. Phương thì rất là có nhiều tài lẻ. Phương có thể là giúp đỡ anh em ai cần khó khăn thì Phương rất là nhiệt tình. Còn về bạn gái thì thấy là bạn gái rất là dễ thương. Thì qua cách trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau. Thì anh mong được Phương thưởng thức. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau đi, chúng bây ta giờ trò chuyện sẽ trực tiếp với nhau. Mở cửa hàng rào. Đó. Nhẫn cỏ trao em hả hay gì? Dạ, xin phép anh đi với em. Dạ. Anh đưa tay đi. Sao tao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Tính tặng là em. Dạ. Dạ em cảm ơn. Đứng đó luôn nào. Dạ em cũng có một cuốn quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều, theo hướng tích cực. Nên em muốn tặng anh lại cuốn sách này.
Cuốn sách này là em đã đọc qua rồi chứ không phải sách mới nè. Anh thấy nó cũ thì anh đừng. Anh cảm ơn món quà của em. Dạ. Thì thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc. Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Dạ. Hát luôn, hát tặng bạn gái luôn. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Lấy cảm tình nào, bắt đầu. Em hát cả cổ. Đó, nhìn bạn gái hát kìa. Cho mượn tay. Dạ. Cho mượn tay. Nằm lấy tay anh. Sorry. Vô ngon, ngọt nè. Lại, giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nằm lấy tay nhau anh, trước em sau tôi đưa nhau về thăm làng quê yêu dâu. Mười mấy năm qua lạc lòi thân diện xứ thèm, khúc ca dao qua lời ru mẹ hát trong những đêm thâu, ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mái chân ngàn. Quá dữ. Anh thèm được nghe tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buông chán lệ phụ hoa, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, tự hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Rồi. Thôi ngồi đi bạn. Vừa bị nóng tay là em thì ha. Sao, anh tưởng là nóng tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt không biết rồi. Mà chị hỏi em nè, sao những lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy, là ý gì? Tại em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lắm á. Theo anh nghĩ đây là lần đầu tiên và anh cũng muốn để cho nhau một ấn tượng, và đầu tiên là em phải tạo được cái cảm xúc và cái ấn tượng với anh. Anh nghĩ là anh thấy em là khi mà mở mặt lên thì anh thấy em là rất là xinh và theo cái giọng nói thì cũng rất là ấm áp. Anh nghĩ là cũng đúng cho cái mỗi người mà anh dạ anh, nhưng mà tặng quà giá trị như vậy mà cái món quà này là em chuẩn bị sẵn có ý nghĩa gì không? Ý em có em thì muốn để là một cái dấu ấn đầu tiên. Nếu mà được sau này có thể tiến tới hôn nhân thì đó là cũng một cái kỷ vật để sau này giữa cha và mẹ gặp nhau sinh sống này vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mở màn lên mà em thấy cái người mà em không ưng trong bụng thì em có móc món quà lại ra em tặng không? Đã đến đây em nghĩ là em tự tin ở bản thân mình và em cảm thấy là bạn nữ cũng tự tin như là em có tặng, em sẽ tặng. Nói chung là kéo màn lên ai cũng tặng hết. Dạ. Đúng không? Cái tấm lòng của mình mà bất kỳ ai có cái điều gì đó nó sẽ đến. Dạ. Đúng không trai? Rồi hiểu rồi ha. Mình bình thường đừng thôi. Có lo lắng chuyện gì cả. Thôi, đây là anh muốn có một cái kỷ niệm trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Không sao cả em. Cô hoang mang, cô cứ nhìn em hoài à. Cô ý là cô thấy món quà nó giá trị cô không dám nhận. Đó, tội nghiệp lắm, thương lắm. Tại không sao hết. Chị cái vụ mà chia tay đòi quà á. Thì ra là cô lo chia tay anh đòi quà. Trời ơi, sợ chia tay đòi quà, không ai đòi của em đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi nhưng mà mình giữ mình cũng áy náy. Không sao cả. Đây là bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà, chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không, mà lúc đó tặng á thì có thể đòi chứ. Bây giờ bạn bè mà đúng không? Bây giờ mình chưa có gì hết á. Hẹn hò đi, bây giờ sao nè? Nói chuyện xong mới có gì nè. Dạ, lúc nãy em chưa kịp nói hết. Tại vì hồi hộp quá nên em chưa kịp bày tỏ hết. Bây giờ nói. Hồi nãy anh nói là anh là người khá là kỹ tính, sạch sẽ đúng không anh? Nhưng mà em thì em cảm thấy là như em hơi lười á. Hơi bê bối anh. Ví dụ như là những cái nhỏ nhặt thôi, ví dụ như là em ngủ mà trời lạnh quá mà em lười xếp mền á, sáng sớm giờ em lười xếp mền lại á, em chỉ mở nửa cái chân à, mặc dù em rất là lạnh, lòi chân lòi tay á. Không, về vấn đề đó thì anh có thể lo được. Nếu mà về sống chung một nhà thì anh định kéo chân chứ có gì đâu mà khó. Anh có thể chăm sóc em được như ngày đó. Không, ấy là em nói là cái đó là một phần của cái sự lười của em á. Lười với lại hơi bừa bộn nữa. Ý anh thấy nói là đó. Lười tức nói không thành kéo cái chân nữa đúng không? Không dám mở chân bự ra để đắp vì sợ sáng mai phải gấp lại. Thì lười kéo cái chân. Dạ. Với lại chắc đồ đạc trong phòng cũng hơi bề bộn ha. Không chị.
không bề bộn lắm đâu. Chỉ là tại vì em thấy mẹ em hay la em á, là em lười, nhưng mà nhiều khi em cũng không biết là tại em lười thiệt hay là tại mẹ em quá kỹ tính luôn á. Cho anh hỏi em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có cơm. Nếu mà bữa đó tinh thần vui hay là xuyên xuyên trong người thì mình chăm chút món ăn thì nó khác. Còn ví dụ bữa đó mà đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy mà nấu cho qua vậy đó. Anh thì nghĩ thì nếu mà thật sự về mà cưới nhau rồi á thì em biết nấu ăn thì càng tốt. Nhưng anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp hay dù cách bố trí trong nhà thì nói chung là anh ok, anh đảm nhận được. Anh chỉ cần một người nấu ăn, tại vì khi anh làm mệt vậy anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi. Tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Dạ. Mặc dù anh làm được. Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, đây là bây giờ á, là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Sao mà ỷ lại được em? Cái đó là anh nghĩ là tại vì cái gì cũng làm gọi là thói quen. Nhiều khi nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Nhiều khi nghĩ là tại vì lúc độc thân mình khổ quá rồi, bây giờ mình lấy nó về mình phải... Trời ơi, lấy vợ rồi phải lấy ô xin đâu em. Lo anh quá. Anh thấy cái tư tưởng của em á là em hay lo xa quá nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà thật chất á, cuộc sống diễn ra thì em cứ theo tình hình thực tế. Tại vì anh nghĩ á, sống thì mình nên chia sẻ. Nếu mà em thật sự mà em có thương anh hoặc anh có thương em thì tất cả những việc đó không có là vấn đề gì của anh hết. Dạ, ai quên hỏi, em quên hỏi anh là anh ở quận 7, à anh làm ở quận 7 đúng không? Nhưng mà anh đúng ở đâu? Anh cũng ở quận 7 là cũng gần công ty. Vậy thì mình gặp nhau, mình hẹn hò như thế nào? Tại vì em không có thích hẹn hò qua điện thoại, tin nhắn nữa. Cái đó nó không có thực tế, thì mình biết là người ta nói vậy, nghe vậy thôi chứ mình không có biết biểu cảm hay là mình không có quan sát được hết người ta, mình không có cảm nhận được ấy anh. Vâng, anh thì thứ bảy thì anh chỉ làm buổi sáng thôi, chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em. Một tuần một lần? Có thể một tuần một lần, hoặc nếu mà thì nhớ quá không vậy thì có thể từng ba lần không chừng. Dạ. Anh có muốn hỏi gì em nữa? Anh thì chỉ hỏi là về quan điểm về tình yêu á thì em nghĩ như thế nào? Với một ít kinh nghiệm cũng có thể dùng được thì em thấy là mình yêu á thì mình nên hiểu nhau nhiều, hiểu nhau, tin tưởng. Quan trọng trong tình yêu theo em là như vậy. Tại vì nhiều khi mình gặp cái người đó mình rất là thích, mình kiểu như là bị bỏ mùa vậy đó. Nhưng mà mình yêu lắm, mình gặp hoài, mình quấn quýt hoài luôn á, nhưng mà mình không có hiểu về người ta. Để khi một khi mà có một cái chuyện gì đó không hay xảy ra ấy, thì hai người sẽ rất là dễ đổ vỡ, tại vì không có tìm được tiếng nói chung. Đúng rồi, theo anh thì có những gì mình nên trao đổi thật thà, thật lòng với nhau rồi mình mới kết nối được hai cái tim với nhau được. Dạ. Nhưng mà hoặc em mà có những gì hơi dấu trá hoặc không có thích chia sẻ thật lòng á thì nhiều khi một người nam hay một người nữ vậy, em một ít phút mới mở người kia rất là lo ngại về cái mối quan hệ. Bây giờ anh muốn biết thêm gì vấn đề thôi. Dạ, em cũng nghĩ là vậy. Ngày hôm còn nay hai bạn sao? Gặp nhau cảm nhận về nhau như thế nào? Em thì lần đầu tiên gặp em thì qua cái nói thì thấy em cũng lanh lẹ, em thì rất là dễ thương. Và nếu mà có đọc cuốn sách này thì anh nghĩ là cái em cũng cảm nhận một phần nào có tính cầu tiến và có một cái dự định trong tương lai thì cũng tương đối hợp với cái sở thích của anh. Bạn gái xin lỗi với em hồi nãy em có tính hay quên ấy, nhưng mà em không nào cá vàng đúng không? Dạ. anh giới thiệu lại tên giùm em quá. Anh họ tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phương. Phương đúng. Dạ. Em tên gì anh nhớ không ạ? Em tên Thành. Dạ đúng rồi. Em cảm nhận về anh Phương như thế nào? Cái nhìn đầu tiên á thì đúng là anh rất là chín chắn, nhìn có vẻ chín chắn điềm đạm. Đúng như cái tiêu chí mà em đặt ra khi mà tham gia chương trình này. Và thấy có vẻ cũng tình cảm, sống tình cảm. Rồi, hết thời gian. Chúng ta trò chuyện khá nhiều. Một cô gái cũng hơi khó hiểu đấy.
Một chàng trai thì rất là giản dị ha, chân thành. Anh nghĩ đây là một mẫu đàn ông của gia đình đó, theo kinh nghiệm nhìn của anh. Còn nếu mà em cảm giác mà có hiểu được cô gái, trái tim của rung động thì chúng ta bấm nút. Cô gái cũng vậy, nếu mà thấy đây là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Đừng bấm vì tất cả điều gì nha. Coi như cái món quà đó cũng là một cái món quà bình thường thôi. Đừng có nghĩ vì món quà mà ta bấm nút nha. Trái tim ta rung động rồi, và thấy đối phương là người để chúng ta tìm hiểu tiến tới hôn nhân thì ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không có cảm giác gì hết thì chúng ta không bấm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nha. Rồi chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước. Hãy nắm tay nào. Mày đừng ăn hiếp chàng trai của tôi nha. Em đâu có hung dữ đâu. Không hung dữ nhưng mà anh thấy em sẽ ăn hiếp chàng trai này đấy. Nhìn vậy không phải vậy đâu anh. Mày không phải vậy ha. Anh này nè. Hả? Anh này nè. Không, chân thành lắm em. Anh cũng có mắt nhìn người lắm, không phải anh bà con gì với này đâu, nhưng mà thấy ảnh là rất là chân thành. Sắc sảo lắm nè. Em là hơi sắc sảo. Bạc mẹo trước sau. Khó hiểu luôn. Nha. Thôi nói gì thì chúng ta đã có duyên với nhau rồi. Nắm tay nhau thì phải sao nha. Hôn nhau. Đấy nhé. Không, đâu phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây, chúng ta đã chấp nhận bấm nút. Chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân. Thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu bạn. Xin mời hai bạn. Tại sao mỗi lần đến đây chúng tôi lại bắt mọi người hôn nhau như vậy? Chúng tôi muốn đây là một phần minh chứng rằng các bạn bấm nút là thật bằng trái tim của mình. Đúng không? Nếu ta bấm không thật thì chúng ta không cần phải hôn nhau. Ở đây không dám hôn nhưng mà vô rạp phim hôn lia liền. Ừ. Rồi. Dù sao thì cũng chúc cho hai bạn gặp nhiều may mắn ha. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Và bây giờ là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn. Hệ thống cùng rạp Cinebox 212 chiến thắng sẵn sàng đón các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn, đây là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic, tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng, gửi tặng cho hai bạn. Đây là món quà đặc biệt dành cho các bạn, đó là một TV cao cấp, đỉnh cao công nghệ smartphone UBC TV trị giá 9 Smart triệu đồng. Smart TV. À, xin lỗi. Đây là một chiếc TV UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV điều khiển bằng giọng nói trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi. Chúng ta hãy tìm hiểu nhau thật kỹ và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm có tin vui báo cho chúng tôi nhé. Rồi, mời các bạn. Rồi, chờ bạn gái đi nữa kìa em trai ơi. Từ từ. Quà tặng nhiều. Chương trình chúng tôi quà tặng nhiều lắm các bạn. Chương trình quá uy tín mà. Thì tôi tặng tivi, đầu máy, tủ lạnh, máy giặt, xe máy, xe hơi, đất đai, tài sản tôi tặng. Tặng em luôn đi.